bay hay có lần thấy bố phần nhìn mặt trời cũng thấy lâu dần. Say what? Giải thoát là phải rap nè, chơi một thứ âm nhạc nhiều lúc quên cái giải khác nè. Thấy nước uống thì là lúc 10:03, muốn viết tiếp nhưng trong đầu nghĩ hoài không ra nên phải thả chữ trong từng câu nè. Nhịp khi vào flow còn Covid nó hòa trong máu nên là lit luôn ngay từ đầu. Không cần giấu, chỉ cần giấu xếp cho đúng chứ không lung tung. Không nên viết cái gì chung chung, vì biết làm sao thì mới vừa bụng. Chơi cho mày hiểu, cuốn cho mày một điếu, cho mày feel cho tới chiều. Không quan tâm thì được bao nhiêu, muốn quen nghệ thì phải tìm hiểu. Thứ mày làm thằng ngày phải nhắc đi nhắc đi nhắc lại. Sống cho hết hôm nay mới quan tâm đến chuyện ngày mai. Không quan tâm tao đúng hay làm mày sai, vì thường ngày tao vẫn hay làm là rap. Có sở thích uống nước giải khát, ghi lời nhạc vào tờ giấy nháp. Lời thì vẫn cứ tuôn, nước trên thác bên này chảy xuống. Tay thì vẫn đang cuốn, điều mình làm thì vẫn đang muốn. Bỏ đồ ăn thì lại bị uổng, thôi buồn. Có đôi lúc từng hút từng biết một khúc, và lấy cây bút là biết một chút. Nhưng biết chừng nào mới đúng. À mấy thằng khùng.